Chào các em học sinh, rất vui vì được gặp lại các em ở trong video tiếp theo của bài thứ 14. Đó là phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1935. Hôm trước thì cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu phần thứ nhất, đó là Việt Nam trong những năm 1929 đến năm 1933. Hôm nay thì cô và các bạn sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung thứ hai, đó là phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1931 với đỉnh cao đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phong trào cách mạng năm 1930 đến năm 1931. Như hôm trước thì cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu về những cái điều kiện về hoàn cảnh lịch sử trong nước và trên thế giới đã tạo điều kiện để bùng nổ lên một cái phong trào cách mạng vào trong giai đoạn 1930-1931. Trong cái bối cảnh mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, các cái phong trào cách mạng thì đã dâng cao. Cùng với đó là Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới ra đời thì đã kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1931 đã lan rộng ra với quy mô cả nước. Để biểu hiện rõ hơn về sự phát triển của phong trào cách mạng năm 1930 đến năm 1931 thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bản thân là gì đây. Sự kiện đầu tiên đó là từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930 thì ở nước ta đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Tiêu biểu đó là công nhân đồn điền cao su Phú Diềng, công nhân nhà máy sợi Nam Định và công nhân nhà máy diêm của Bến Thủy. Ở Hà Nội thì cờ đỏ bốn liềm thì đã được treo trên một số phố chính. Mục tiêu của các cuộc đấu tranh đó là cải thiện đời sống. Công nhân thì đòi tăng lương, giảm giờ làm, nông dân thì đòi giảm suy thuế. Bên cạnh đó thì các cái phong trào đã xuất hiện những cái khẩu hiệu chính trị như đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến, thả tù chính trị. Và đến tháng 5 năm 1930 thì phong trào kỷ niệm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 thì đã lan rộng khắp cả nước. Đây là lần đầu tiên công nhân Việt Nam đã biểu tình kỷ niệm một ngày quốc tế lao động. Và lúc này thì phong trào đã lan rộng trên phạm vi cả nước. Trong các tháng từ tháng 6 đến tháng 7, tháng 8 năm 1930 thì đã liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân trong cả nước. Những cái cuộc đấu tranh của nhân dân thì đã đòi quyền lợi cho người lao động và thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của nhân dân trong nước và trên thế giới. Khắp nơi thì đã diễn ra các cái hình thức đấu tranh như meeting, biểu tình, bãi công hay là treo cờ đỏ bốn liềm, giải chuyên đơn, căng khẩu hiệu. Và trong nửa sau năm 1930, phong trào đã nổ ra ở nhiều nơi và phát triển thành cao trào. Nó được biểu hiện như sau. Đầu tiên đó là bãi công của công nhân nổ ra ở hầu hết các cái cơ sở kinh tế của thực dân Pháp. Thứ hai đó là phong trào nông dân thì nổ ra mạnh mẽ, chưa từng thấy có các cái cuộc biểu tình của nhân dân như ở Tiền Hải, Thái Bình, Duy Tiên, Hà Nam. Hay là ở Trung Kỳ thì có các cái cuộc đấu tranh của nông dân Đức Phổ, Sơn Tịnh ở Quảng Ngãi. Hay ở Nam Kỳ thì có các cuộc đấu tranh ở Bà Triệu, Sài Gòn, Chợ Lớn. Đặc biệt nhất đó là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phong trào đấu tranh thì đã dâng cao với những cái cuộc biểu tình lớn có vũ trang tự vệ kéo đến các cái huyện lỵ, tỉnh lỵ đòi giảm suy thế như cuộc đấu tranh của nhân dân ở huyện Nam Đàn, Nghi Lộc hay ở Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương. Tiêu biểu nhất đó là cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 9 năm 1930. 3 vạn nông dân huyện Hưng Nguyên kéo về Vinh đòi giảm suy thế. Đoàn người xếp thành hàng dài tới 4 km. Có người cầm cờ đỏ đi đầu. Thực dân Pháp thì đã đàn áp dã man của biểu tình này. Chúng đã dùng máy bay để ném bom để cuộc đấu tranh, làm cho 217 người chết, 126 người bị thương. Sự đàn áp dã man đó thì đã không ngăn được cuộc đấu tranh của nhân dân. Càng đổ máu thì người dân càng đấu tranh. Quân chúng đã kéo tới huyện lỵ, phá nhà Lào, đốt huyện đường, bao vây trại lính Khố Xanh. Lúc này thì hệ thống chính quyền thực dân đã bị tê liệt và tan rã ở nhiều thôn xã.
Nhiều lý trưởng, chánh cổng đại diện cho chế độ phong kiến thì đã bỏ trốn. Trong cái tình hình đó thì ở nhiều thôn, xã, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa địa phương. Như vậy thì chính quyền Xô Viết kiểu mới theo cấp xã thì đã được ra đời ở Nghệ Tĩnh, và đây được coi là một cái đỉnh cao trong phong trào 1930-1931. Tuy nhiên, từ cuối năm 1930, khi mà chính quyền Xô Viết ra đời, thì thực dân Pháp lại tập trung lực lượng, đàn áp kết hợp với sử dụng bạo lực với những cái thủ đoạn như lừa bịp về chính trị, phong trào cách mạng thì đã bị tổn thất nặng nề. Một số cuộc đấu tranh lẻ tẻ còn kéo dài đến năm 1931, nhưng sau đó thì cũng kết thúc. Và có thể nhận xét rằng phong trào năm 1930-1931 là một phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản tổ chức và lãnh đạo. Đó là một phong trào cách mạng triệt để diễn ra trên quy mô rộng lớn, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những cái hình thức đấu tranh quyết liệt. Đây là một cái bước nhảy vọt về chất so với những cái phong trào yêu nước trước kia. Phần tiếp theo thì cô và các bạn sẽ cùng nhau thì tìm hiểu về Xô Viết Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của phong trào 30-31. Đầu tiên đó là sự ra đời của Xô Viết Nghệ Tĩnh. Như lúc nãy cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu, đó là năm 1930, quần chúng nhân dân ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thì đã tổ chức những cái cuộc biểu tình có vũ trang chống thực dân Pháp và phong kiến. Đến ngày 12 tháng 9 năm 1930 thì 8.000 nông dân của huyện Hưng Nguyên đã tổ chức biểu tình kéo vé Vinh. Việc thực dân Pháp dùng vũ lực để đàn áp đẫm máu khiến cho 217 người chết, 112 người bị thương thì đã làm cho quần chúng càng thêm phẫn nộ, và cuộc đấu tranh bùng nổ trên quy mô lớn hơn với tính chất ngày càng quyết liệt. Kết quả của phong trào đấu tranh đó là phá nhà Lao, phá huyện Đường Bá, bao vây lính Khố Xanh. Khí thế của cuộc cách mạng thì đã làm cho hệ thống chính quyền thực dân phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện xã. Trước khí thế đó thì các cái tổ chức của đảng ở địa phương thì đã lãnh đạo quần chúng, đứng ra tự quản lý lấy đời sống của nhân dân, điều hành mọi hoạt động trong làng xã. Từ đó một cái hình thức chính quyền mới đã được thành lập, hay còn được gọi là chính quyền kiểu mới Xô Viết. Tại Nghệ An thì chính quyền Xô Viết xuất hiện từ thời gian năm 1930 tại các cái xã, huyện thuộc Thanh Chương, Anh Sơn hay là Nam Đàn, Nghi Lập, Hưng Nguyên, Diễn Châu. Còn ở Hà Tĩnh thì cuối năm 1930, đầu năm 1931 thì đã xuất hiện Xô Viết ở các cái huyện như Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê. Xô Viết Nghệ Tĩnh thì được đánh giá đó là đỉnh cao của phong trào cách mạng, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng nhân dân. Tại sao lại nói Xô Viết là đỉnh cao của phong trào cách mạng? Là bởi vì chính quyền Xô Viết đã thực hiện những cái chính quyền mới với những cái chính sách mới được cô biểu hiện như sau. Đầu tiên đó là về chính trị. Lúc này thì quần chúng nhân dân được tự do tham gia các cái hoạt động tại các cái đoàn thể cách mạng, tự do hội họp, các đội tự vệ đỏ, tòa án nhân dân thì đã được thành lập. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng chính quyền Xô Viết đã ban bố và thực hiện những cái quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Đây là một cái điểm mà trước kia nhân dân chưa có. Còn về kinh tế thì đã thi hành những cái biện pháp chia ruộng đất công, lúa công cho dân cảnh nghèo, bãi bỏ thuế thân và nhiều các cái thứ thuế vô lý khác, xóa nợ cho người dân nghèo, lập ra những cái tổ chức mới để người dân có thể giúp đỡ nhau sản xuất, quan tâm đến vấn đề phòng lụt. Còn trong xã hội thì đã mở những cái lớp để dạy chữ quốc ngữ, xóa bỏ các cái tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh. Với những cái chính sách nổi trội, đặc biệt đó là việc thực hiện các cái quyền tự do dân chủ cho nhân dân, hay là việc chia ruộng đất, chia lúa cho người nông dân, thì Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã trở thành một cái đỉnh cao trong phong trào cách mạng 30-31. Tuy nó chỉ tồn tại được từ 4 đến 5 tháng, sau đó thì đã bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt và dìm Xô Viết Nghệ Tĩnh trong biển máu. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận được rằng đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu về kết hợp giữa nhiệm vụ chiến lược đó là dân tộc và dân chủ,
Có đánh đuổi thực dân Pháp và thực hiện quyền dân chủ cho người nông dân. Và thứ hai đó là liên minh với công nông, là cái lực lượng chính trong cái phong trào cách mạng 30-31 nói chung và phong trào đấu tranh ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng về vấn đề thành lập một cái mặt trận dân tộc thống nhất và xây dựng chính quyền mới. Ý nghĩa của cái việc thành lập Xô Viết Nghệ Tĩnh đó là tuy chỉ hoạt động trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thể hiện rõ được cái bản chất cách mạng và tính ưu việt của mình. Đó là một cái chính quyền của dân, do dân và vì dân, của dân, do dân và vì dân, nên đã thực hiện các cái quyền tự do dân chủ cho quần chúng nhân dân, đã chia ruộng đất cho người nông dân, đã bỏ những cái thứ thuế vô nặng nề cho người nông dân, hay là đánh đuổi thực dân Pháp để giành lại quyền tự do dân tộc cho nhân dân. Và Xô Viết Nghệ Tĩnh thì được coi là một cái hình thái sơ khai của một cái chính quyền dân chủ ở nước ta. Sự thành lập của Xô Viết Nghệ Tĩnh đó là một sự sáng tạo của quần chúng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định được cái sự đúng đắn trong cái đường lối cách mạng do Đảng đề ra, chứng tỏ được cái bản chất cách mạng và năng lực lãnh đạo của giai cấp công nhân, chứng tỏ rằng sức mạnh to lớn của Liên minh Công nông. Và thứ ba đó là các Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập thì đã thực thi những cái chính sách tiến bộ, chứng tỏ được rằng Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của một cái phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là một cuộc tập dượt lần thứ nhất của Đảng ta cho cách mạng tháng 8 năm 1945. Như vậy thì cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu về những cái nội dung hay những bước phát triển của phong trào 30-31 với đỉnh cao đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở trong video tiếp theo thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa và vai trò của phong trào 30-31. Các bạn đừng quên ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.